đất phiên hồn chiến, biên cương chiến tranh quay hùng, quý chí di dục sông lâm bấm ban rạng danh, toàn thanh miền Nam chỉ qua làn xoay, trừ dương tướng không còn sinh. We'll be right back.
còn gian nan tầm luôn vững lòng, xin nguyện cầu tố ban ơn cho nhiều thêm vinh quang. Tâm tâm thần vàng đồn thì đất kinh doanh một thời sáng bi dàng. Cảm ơn đoàn Quỳnh Long đã cho con tròn niềm ước mơ, làng cánh chim bé nhỏ góp lời ca tiếng hát cho đời. Xin mong khách gần xa đón nhận trở về tình thương, dù cho ta hơi sớm đến không xa.
mời chú cho tan vỡ. Chúng tôi xin giới thiệu thành phần các bộ môn như sau: âm nhạc Thanh Dũng, Dị An, cổ nhạc Duy Khanh, Đức Hòa, âm thanh Hoàng Minh, ánh sáng và văn hóa thanh niên, phục trang Phượng Nga, đạo cụ Bảo Minh Khôi, chỉ huy đêm biểu diễn nghệ sĩ Hữu Huệ, trợ lý chỉ huy đêm biểu diễn Hoàng Lê Nam, với sự tham gia của nhóm cách ca đơ Bảo An, nhóm diễn viên sân khấu kịch Minh Nhí và Lân Sư Dòng Thọ Phạm. Và bây giờ, kịch bản Dương Gia Tướng xin phép được bắt đầu tiếp diễn. Tự các ngươi gài bẫy bắt ta. Cái gì? Tôi nói cái gì?
Ê, nói cho nghe nè, đường quan lộ không đi mà chui cho bảy người ta là cô có lỗi. Người có lỗi. Cô có lỗi. Người có lỗi. Cô có lỗi. Người có lỗi. Người có lỗi. Người có lỗi. Trời ơi em ơi. Trời ơi cho đệ xin đi mà. Trời ơi cãi lộn hoài. Cô nương à, nếu mà cô nói, cô nương nói là cô nương không có lỗi á thì anh em chúng tôi có lỗi. Vậy anh em chúng tôi xin lỗi cô nương. Không có gì, bất chi bất tội. Trời ơi sắc sợ y như là quận chúa. Quận chúa hả? Bẩm quận nương, thấy tên quận nương đi sáng tác một mình, chúng tôi đến đây để mà bảo vệ cái quận nương. Hả? Mùa chống dạ. Quận chúa. Dạ chúng tôi có mắt như mù. Dạ xin quận nương tha lỗi cho Dương Lục Lan. Dạ Ngũ Lan quỳ chịu tội. Dương và nương à, quân ha! Đa tạ quốc cựu đã có lòng thương giúp. Dương Lục Lan, Dương Ngũ Lan của Thiên Ba Lầu, hãy đứng lên, chớ quá ư trọng lễ. Dạ bản quận nương xin quận nương hãy hồi cung kẻo khánh thượng mỗi một trong đời. Chờ ta trong giây lát. Xin quốc cựu mát hồn đơn chuyện yêu phút giây ban đầu, nhưng câu cao xanh là thường cách ngăn. Chàng ơi hẹn sang chớ đưa vào đây, ta không ham trong quá ấy lâu dài. Em muốn mình là đàn em phải hòa giao duyên lúc tơ đà đôi tim. Chuyển ngạc
mới dương gia tâu giới nghiêm nhai xin cho tròn lời cầu hôn cùng quân hương đội lửa xe dầu trần ta kẻ thương thương kẻ trùng mai thương nay lý đầu quên nghĩa nhận đành tâm dòng hương sao mong nhìn mơ lòng nào sẽ có cả bà thành quân ơi thương cho đời mà để chấm cha suy nghĩ. Được rồi, chấm sẽ mời bác Thiện Dương vào diện kiến bệ đồng. Vì thương yêu nàng nên ta phá lệ hoàng gia. Đời ơn bệ hạ. Trật điện quân, thỉnh bác Hiệt Dương đến cung kim tước. Dạ. Hiền Dương xin kính mừng bệ hạ. Trẫm miên lễ bác Hiền Dương hãy bình thân. Tạ đức hoàng ân. Lễ chào thứ hầu. Đáp lễ bác Hiền Dương. Bác Hiền Dương ký thượng tọa án. Bác Hiền Dương này trẫm có điều khó xử nên mới nhờ khanh giải tỏa khó khăn cho trẫm gì mà. Dạ muôn tâu phận bề tôi luôn giữ trọn đạo hằng. Dương quý chỉ phán thần chờ lệnh dạy. Dương định công muốn cầu hôn công chúa cho con mình dung thật lục lan. Quả là trang tài của quan an. Không yêu đương khó nên nở tào khang. Cho Dương huynh tường ý của
quận nương. Dạ bẩm vương quận nương. Nói đi em. Ý của em muốn gieo bao câu đôi quyên hương biết lao cứ xe qua giao tình là thơ sẵn là duyên ngàn đường phần mỗi nơi phải lo làm tranh nước cùng mà chơi nhau qua giao cùng mà tranh ai à thắng ở duyên sẽ dầu thơ tôi lòng tha. Dương thay chậm lo chuyện này, xin tuân lệnh. Được phao cầu kẻ kết duyên cùng với quận chúa la la la. Thank you.
trăm miên liệt, các khanh hay bình thuận đổi ơn bệ hạ. Này các khanh, trẫm vừa được tin từ đồng quan về thì báo rằng phiền bang khởi loạn binh đao, hỡi ba quan dân võ kiếm trào, ai lệnh ân tiên buông trừ phiên tặc. Báo bệ hạ, nếu muốn non nước không bị quân xâm lược, phải có người đảm lược cầm quân, thân một lòng một dạ với Thanh Hoàng. Đây chỉ có Dương Lệnh Câm đủ tài sức cầm ân soái. Dạ muôn tâu, tâu thiên nhang lời phân chân tâm. Dương gia tôi tài thua kiếm xa, thiếu đức tài thua chua. Thật là hữu lý. Quốc trường, ngài đã lệnh ấn Nguyên Dung, dòng Dương gia tám vị sẽ theo cùng, chung hiệp sức cho cổ trung yên dạ. Cảm ơn bác Bình Dương với lòng ưu ái, muôn tâu bệ hạ, thần xin lệnh ấn Nguyên Dung. Nhưng phải có người hậu tập đem binh cùng với Dương Thích trừ an con giặc. Đã xong thuật quyền sói, còn thiên phu ai lãnh ân xuất binh? Bác Thiên Dương xin phủ một triều đình, xin được tiến cử Dương Lệnh Công và Phan Long xuất trận. Cần nên bình tâm, chỉ yêu ích cầm hòa quốc trưởng nắm binh quyền nguyên soái, Dương Lệnh Công cùng bại tướng giữ tiên phương. Hữu môn binh phiền bang đều đặt thăng trong biên cương, trẫm tưởng công cho đoàn quân chiến. Dương Nhất Lang, Nhị Lang, Tam Lang dược tiến, Dương Tử Lang cùng tướng sĩ sát quân phiên. Dương Lệnh Công cùng tất cả lên yên, ta cầu chúc bình an may mắn. Dạ, giám tả đức ân kim thượng, chiến dân gia thề viết giặc lập công, quỳ đi gấm trải mặt chẳng nấu lòng, chỗ có chết quyền đáp đền ơn chúa. Quân công tổ thank you.
cũng cần kề lón châu ngọc sáng, mến mang tơ đàn hòa duyên thăm lông. Theo thời gian tình sâu nghĩa nặng, trái tâm hiền tiến đỉnh bền duyên cành thất nở qua. Thank you.
Oh,
và còn hò reo giờ này làm sao mà con Dương có. Thằng em thành quy nam có em vương nữ quan xa, đừng lo cho em cần đến chăm sóc cha già dòng chi hồ hóa còn đời con trẻ khà. Để con trẻ tìm lương khô cho người lót dạ. Mậu trọng nghe lục lên. Xin tuân lệnh. Hãy
bắt đầu. Dặm tìm đường tay nhắn dặm tiếng anh
nha. Đây là cảnh tiểu lành. Đầu cuối lại trời cao con trở về. Mạng sống có xa đi. Phụ tử
hậu. Ta mệnh lời ái nữ cao bình thân tạ ơn mẫu hậu. Dạ muốn tao mẫu hậu thế nào? Trẻ đã bắt được tứ lang nơi Tổng quốc. Đầu
ai bảo vỡ tan rồi. Mẹ ơi có nghe trong
thần thiên công đô trì soi đường đi đi tha. Này Nguyễn Lan, nghiệp trời con đã mạng, hãy hướng về an tự ngũ đài sơn, gửi gắm trò đạo hạnh một thân đơn. Còn một lần, con sẽ dương quý trần, cùng hội ngộ với dương gia nơi thiên môn trần. Chờ ta giúp cho niềm tin đền nghĩa phụ thầy, đời con sẽ vui nhà ngang. Nếu hướng đường tú xa lánh dòng ổ trường.
tuổi phận khúc hầm điện khi dương tướng lên yên cho miền Quảng Tây. Mời quý vị chúng ta cùng giải lao trong 10 phút. Xin chân thành cảm ơn. Xin phép được bắt đầu tiếp diễn. Yeah.
con đã về, sao giáp màu tơi tả? Mẹ, còn các anh của con đâu? Mẹ ơi, các anh con đã sao? Các anh của con đã thế nào? Mẹ, đã sao? Đã đầm nào nước tâm nhớ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại mẹ ơi. Cha con thế nào? Cha ra sao? Cha con ra sao? Cầm khăn thay phạm gia hồng, hai tầm cài chặt
Thật cho
xa thang sát chi Dương và Tam tướng. Dương Tứ Lan bị thiên quốc sanh cầm, Dương Ngũ Lan thỏ một ngũ đại sơn, Dương Thất Lan chúng ta sát tử. Dương Lĩnh Công bia Lý Lăng tử tiết, trần diệt sạch Ngũ Lan, hoàng gia xin mở cửa trong thành, thỉnh tiêu hậu hoàng vào hạ sát Tống Dương. Ha! Cổng Tiên Dương hết lòng lo cứng thò, dòng chúng cán từng đạp băng vũ lỗ, có ngờ đâu bởi lầm kinh vùi đáy mồ này, tạ tội với tâm bang. Hai lại khẩn Thiên Hoàng với dạng lời sám hối. Ba lại thề diệt tăng bọn loạn ân phản đối. Hồn thiên sông núi chứng minh chấm sư tội gian thần. Đạo hạ lưu nhân, hoàng triều đang suy vong, non sông máu pha hồng, tài hùng đang thi công, dân nước đang đau lòng. Có ai đi gian đất đàn thành, hoàng phu phò giảm xa, số tài với gian sát thù. Lời cao cả muốn tâu bệ hạ, Dương gia thề quyết tử lãnh ứng nguyên nhung, thọ nhung phục đắng đàn bãi xoái. Chậm mi Dương gia tướng nước sóc miền quan tái cơ đại tông mực khai hàng là báo của Fuck!
nghịch chồng sẽ thịt lóc da. Phạm quốc trưởng trai phản quốc đầu béo than hoài. Chậm mi tông đội ông bệ hạ cả quan văn võ giữa điện Kim Loan trầm phong Dương phu nhân chức thay quân hộ phẩm. Đội ơn bệ hạ được tặng ban long đầu trượng giữa Kim Loan, Vinh Dương gia sẽ trở thành Dương cung vô định phụ. Điện Ba Lộc đặng đặng các quan từ cấp hạ chốn chương tò hãy đi ngang hãy xếp cờ im chống định quan bang hãy cải định sẽ bị rơi đầu nơi tam quan thân đội đất không ơn thiên tử ban gia dương an tử phu nhân nhưng phu nhân soái cầm quân không giết tướng nhà mẹ để thỏa hờn quán, để thỏa hờn quán khúc dòng dương tướng Tống gia xin cho thần và hiểu tử Dương gia dùng lóng đầu trượng tử phan hồng tử thập lần cốt loạn đã chậm đi tổ. Thank you.
nhất, đêm tân hôn của Lục Lan, mi đã thừa cơ ám hại. Tội thứ hai, thông đồng giặc phiên, dây phủ nhất nhị tâm lam. Tội thứ ba, dây phu quân của ta, nơi cốc khẩu Lý Lăng. Đã đến lúc Dương gia trả hỏi. Long đầu trượt được ban ra từ Tổng Đế. Tiền đà Hãy
đại hồn phụ thân về đây dân gia với tấm lòng son con cha gia tù bác ơi của mỗi chiến quân hồ gia đình thương khổ thì bảo tổng quân ngài chiến quân thiên ta lầu tắc tắc ma khổ xin đạo thái để gió mang thân quân truyền đếm loạn thần vào chốn năm lao ngài chiến thắng hồi trào sức định tội quân lệnh truyền binh tướng chỉnh tề đề cao xuất trận hết sức lực Oh yeah.
còn biết cả thiên nga dầu dài. Trời xưa tuyết bụi mờ vắng bụi cát, chưa hướng dập lá rừng sao xa điều buồn chán. Ôi gương mặt hiền hòa thật say đắm lòng ta, lời có thể thường xa luôn quyết tử để chờ đợi ngày ta cùng đôi bạn chờ đợi mùi hoa hồng xanh tài. Tôi đang mặc trong ngày đang buồn ai dầu dòng nước quy danh thường thưởng hai lời nói cho ý đen đời ta đâu quy.
mênh mờ giang phủ trận tiền thiên tướng đông. Sống ban nguy dương đau lòng vượt dòng binh lướt sông. Chốn biên cương trung tâm đồng gương hùng dương tướng gia. Thank you.
cách nào cố hướng Trung Hoa. Ôi xôn xao dân nhà buồn nhắn qua những cha lìa xa. Oh,
đất con quê cha ta cảm thấy xót xa chan hòa dòng bi tha. Biên sông nổi cam qua mấy chiều ám đám trời cũ màu tan màu tối theo về. Vào lúc tàn canh dòng hương nghèo tông thân làng trong dòng về tương ngộ. Ôi trời kết đàm thúc má cháu trời đài đã khô có phải như tương làm về nghiệp số cho nàng. Tôi lan trái lòng thiết giang lối ân sâu chung thủy nhận mong cầu trời ban cho thân đường sông đồng tịch đồng sang tháp đồng hoa đồng quanh tâm sự mũi ta từ nhờ gió duyên đời nhau Oh no!
mới thấy rồi là cái phi phù du giáng giữa các công phu vì dương hồng khánh tương xuân bỏ chiều chú vùi chốn bao tâm từ lòng giọng hướng am mây mà vui hưởng thanh hãy chăm sóc mẹ già đang lệ dòa chỉ thương nhớ, hãy giúp đỡ bằng tâm giúp hắn về duyên nợ, con đã lỡ đỡ cho đời uổng duyên nàng. Đời hồng nhan đầu ngang chẳng biết phụ là ba tình nhân để ra. Sao phá thiên môn trận tạm giác thì hôn nhân nước dân tròn bồn vần tôi bị thương bất tình Phật ông hãy theo sao mô Phật xin hiện tên Nam Mô A Di Đà Phật. We'll be right back.
đang sang không phải ra tay. Trùng vùng nhau vẫn thương khi hai đường ngăn cách, nếu âm mây em đi trùng vùng nhau không xa, gió cần phần xuôi khi sẽ như ta sao đây. Chỗ khoan lên tặng hoa cho những nghệ sĩ mà mình yêu thích, vì chúng tôi còn một đại lễ và rất mong quý vị khán giả sẽ dự cùng chúng tôi trong đêm nay. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của tất cả quý vị khán giả thân yêu rất nhiều. Xin nhắc lại, kết thúc kịch bản Dương Gia Tướng, chúng tôi sẽ có một đại lễ tại đêm nay và xin mời tất cả quý vị tặng hoa cho nghệ sĩ mà mình yêu thích. Hãy ngồi tại chỗ và cho chúng tôi cử hành đại lễ xong, chúng ta sẽ tiếp tục bước lên sân khấu và tặng hoa cho những nghệ sĩ mà mình yêu thích. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ, màn cuối, cảnh cuối kịch bản Dương Gia Tướng, chúng tôi xin được phép lên màn tiếp diễn.
vậy? Mẹ! Lục Lan con, có mẹ đến đây, con hãy mau tỉnh lại. Lục Lan, con hãy tỉnh lại, mẹ đã phát trận tiên phong để cứu giải cho con. Nhân nghĩa thăng bảo tàng mới là nghĩa.
xin cao quân bảo trung minh trở về quân. Mẹ, mẹ lên bảo trọng, bảo trọng cho mẹ. Con xin tạ từ mẹ để trở về ngũ đại sơn.